Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Đây là bộ phim kể về một thiên tài, sở hữu khiếu giác có thể ngửi được cả mùi của thủy tinh, nhưng lại có thường thức méo mó vô nhân tính, giết hại phụ nữ để làm nước hoa. Tên của hắn là Jean-Baptiste Grenouille, sinh ra trong một khu chợ cá tại Paris, nơi mà có thể coi như thối nhất cái thế gian này. Hắn phọt ra từ một cô bán cá giàu nghị lực, đang bán cá ngồi xuống đè phát, cắt dây rốn đứng lên bán tiếp. Thường thì những đứa bé mà cô đẻ sẽ chết trong thầm lặng, nhưng Grenouille đã sống sót nhờ khóc ré lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ đó mà mạng của hắn đã được giữ. Còn mẹ hắn thì nhận một slot đưa cổ vào thầm lặng. Grenouille bây giờ dạt thẳng vào trại mồ côi. Khi hắn lên 5 tuổi, tính năng phát âm vẫn chưa giải nén xong, nhưng tính năng đánh hơi đã cài tới bản vá 102.4.8.5. Nếu thứ gì đó tồn tại thì hắn sẽ dí nó vào mũi và hít hửi. Và khi hắn trở thành một thanh niên, Grenouille đã kinh qua tất cả hàng triệu mùi hương và có thể phân biệt nhận biết chúng rạch ròi. Giờ thì đừng có nói phân biệt chất hóa học trong lọ mất nhãn, hắn phân biệt được cả lọ mất nhãn không chứa chất hóa học luôn. Khi hắn đủ tuổi, bà chủ trại trẻ chuyển quyền sử dụng hắn cho một xưởng sản xuất gia thuộc với giá 7 đồng. Tiền cầm còn chưa ấm tay thì mụ ta đã bị cướp không chỉ tiền mà còn luôn cả mạng. Cuộc sống ở xưởng sản xuất gia cũng dễ, nhưng mà là dễ thăng. Bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh vào đây đều hẹo sớm, nhưng Grenouille lại là một trường hợp ngoại lệ. Hắn sống dai như một con rán, với quyết tâm phải ngửi mọi thứ mùi trên đời. Rồi một hôm, Grenouille được ông chủ giao nhiệm vụ ship hàng trong thành phố. Không một thứ gì trên phố thoát được khỏi mũi của hắn. Hắn tận hưởng mọi mùi vị trong từng ngóc ngách của thành phố, từ sang trọng đến hèn mọn, từ đẹp đẽ đến xấu xa, từ thơm đến tởm, thậm chí là rất tởm. Chỉ cần là mới, hắn cũng thu hết vào lỗ thở của mình. Trong khi đợi ông chủ giao dịch, một mùi hương đã va vào tế bào lỗ mũi của hắn. Men theo thứ mùi ngọt ngào đó, hắn tìm đến một cửa tiệm nước hoa, nơi những bà già quyền quý đang thi nhau sức sức xì xịt. Nhưng đang hít ké thì Grenouille lại bị một mùi hương khác kéo đi. Sau một hồi bật mốt dò tìm thì hắn đã tìm được nguồn tỏa ra hương thơm tuyệt diệu. Đó là từ một cô gái bán trái cây dạ. Hắn không lùi bước về phía sau. Tên hắn không phải là Subin. Grenouille tiến lại để hít hà cô ấy rõ hơn. Hú hồn, con trồn nằm im, làm gì với bà nợ ấy? Mua 2 quả trả 2 đồng, rẻ như áo trùm cuối. Mua đen dai. Nhưng thứ hắn muốn không phải là hoa quả, mà thứ hắn muốn là... Cô gái sợ cuốn lông lằn, bỏ chạy trong sợ hãi. Nhưng Grenouille đang u mê, đầu óc hắn mụ mị và chỉ còn nghĩ tới mùi thơm của cô. Hắn lần theo hương thơm và tìm ra chỗ cô gái. Thấy cô định kêu lên, hắn hốt hoảng bịp mồm cô lại. Đúng lúc này một cặp đôi đang chim chuột lại đi ngang qua, nên hắn phải bịt mồm cô hơi lâu. Vô tình bấm luôn cái nút thang máy và cô đăng xuất luôn khỏi server trái đất. Hắn sợ hãi định bỏ chạy, nhưng cái mùi này... Ui... Và hắn để bản năng lấn át lý trí, ở lại hít hửi cái mùi làm hắn đê mê, cho đến khi nó tan biến hoàn toàn. Hối hận vì đã làm một mùi hương tuyệt vời đến như vậy biến mất khỏi thế giới. Hắn đêm quên ăn, ngày quên ngủ và quyết tâm phải tìm ra cách lưu giữ mùi hương mãi mãi. Tình cờ là ông Giuseppe Bardini, một nghệ nhân nước hoa hết thời, có đặt gia thuộc từ chỗ hắn. Một hàng nước hoa mới nổi đang chiếm hết khách, còn ông thì bất lực trong việc bắt kịp, chứ đừng nói là cạnh tranh. Vừa đặt chân vào nhà của Bardini, Grenouille đã như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Trước sự ngạc nhiên của Bardini, hắn ta chỉ ra chính xác từng mùi cần thiết để tạo ra chai nước hoa chứ danh của cửa hàng đối thủ. Chai nước hoa đã khiến Bardini đau đầu suốt mấy tháng qua. Bardini thấy thế thì hốt, nhưng kinh nghiệm mới là quan trọng chứ tài năng thì vô dụng. Bardini bảo mày ngon thì chế nước hoa tao xem ra cạnh chi. Và thế là Grenouille chấp nhận thử thách. Hắn dựa hết vào kinh nghiệm hít thử của mình để tạo ra một chai nước hoa gần như y hệt chai nước hoa mẫu. Hắn còn hứa nếu có thêm thời gian nghiên cứu thì hắn sẽ đưa chai nước hoa này lên một tầm cao mới. Sau một hồi đong đong rót rót thì phiên bản 2.0 của loại nước hoa đó đã được hoàn thành. Grenouille tha thiết muốn xin học bài bản để biết cách lưu giữ mùi hương, nhưng người nghệ nhân già đang bàng hoàng vì trâu già lại thua ngé non, thế là bảo hắn ra về. Rồi ông cầm chai nước hoa 2.0 mà rít và chu choa, mạ ơi đủ ngon. Cái mùi hương tuyệt hảo đưa ông về thanh xuân, những dấu yêu ban đầu. Thế là ông dẹp mẹ cái tôi sang một bên, xuống phố và tinh tinh chủ hàng ra đón Grenouille về làm đệ tử. Trùng hợp thế nào, gã chủ xưởng ra vừa nhận tiền xong cũng tai nạn mà lìa đời. Từ khi đưa cái mũi vàng của làng nước hoa về, việc làm ăn của tiệm Bardini phất lên hẳn và lấy lại vị trí độc tôn của mình trong lòng những vương công quý tộc yêu thích nước hoa. Bardini cũng không quên truyền dạy cho Grenouille mọi món nghề mà ông có. Hắn học được rằng nước hoa gồm 3 nốt hương, làm từ 12 loại tinh dầu. Nhưng truyền thuyết bảo rằng có một loại tinh dầu thứ 13 là thành phần thần thánh để biến lọ nước hoa thành một thứ mùi hương của chúa. Mùi hương của cô gái bán quả dạo vẫn luôn ám ảnh tâm trí. Hắn cầu xin Bardini dạy cho hắn cách lưu trữ mùi hương, và đổi lại, hắn sẽ chế cho ông 100 loại nước hoa. Kèo cọt đã đăn, Bardini bèn dạy cho Grenouille phương thức chưng cất để lấy tinh dầu.
Ronui bèn đem mà áp dụng với tất cả mọi thứ, hết từ nhôm đồng sắt vụn vỏ thủy tinh và thậm chí là cả một con mồn lèo. Ông Bardini phát hoảng vì như này là hầm thịt chứ trưng cất mẹ gì, làm gì có cách nào lưu giữ những mùi đó. Thế là Ronui còn hoảng hơn và lăn ra ngất. Hắn mê man trong cơn trọng bệnh, tưởng chừng như sắp chết đến nơi, và chỉ khỏe hơn sau khi nghe Bardini chia sẻ về thành phố Grass, creme de la creme của thế giới mùi hương, có thể là nơi giúp Ronui tọa nguyện. Với kỹ thuật ướp hoa của họ thì chỉ trong một tuần hắn đã hoàn toàn bình phục và tặng riêng cho Bardini 1.000 công thức nước hoa để lấy chứng chỉ hành nghề. Tiến đến Grass, ngay khi hắn rời đi, căn nhà cũ kỹ của Bardini sập xuống khi ông đang ngủ, lấy đi cơ hội áp dụng công thức lẫn cơ hội nhìn thấy ngày mai của ông. Đường đến Grass có hai con, một là theo đường núi, hai là theo đường làng. Kết thúc quá trình đánh hơi chọn lối, hắn quyết định chọn lối leo núi. Sau thời gian trèo đèo vượt núi, Ronui tìm được một hang động nơi chỉ tồn tại duy nhất mùi của đá sỏi. Hắn sống như một thầy tu ở đây. Đến khi tham vọng của hắn đã chìm xuống thì đến một ngày hắn hít ra hít vào, hít lên hít xuống mà không thấy mùi của bản thân đâu. Hắn thoạt tưởng mùi của mình đã bị át bởi mùi đá sỏi, đất cát. Hắn chỉ đơn giản là không có mùi gì. Thế giới là toán học, còn hắn là con cá. Thế giới là bàn tiệc, còn hắn là tai nghe Chu Wallet. Thế giới là cái cây đầy lá, còn hắn là chiếc xu chiêng rách. Tóm lại thì khủng hoảng hiện sinh hay gì đó. Vậy nên Ronui quyết định phải tiếp tục hành trình đến Grass để chứng minh sự tồn tại của mình. Trên đường đi, hắn lại cảm nhận được một mùi hương vô cùng quyến rũ từ một quý tiểu thư xinh đẹp. Mùi hương quá mê đắm khiến hắn không thể thoát ra được mà mò đến tận dinh thự nhà tiểu thư kia. Tuy nhiên dẫu bây giờ hắn có cô trong vòng tay đi nữa thì cũng khó lòng giữ được hương thơm đó mãi mãi. Vậy nên ưu tiên bây giờ của hắn là nắm được cách lưu mùi mang tên ướp xác hoa. Ronui đã xin vào làm tại một xưởng sản xuất tinh dầu. Hắn chăm chỉ hơn bất cứ ai và tài năng hơn bất cứ ai nên nhanh chóng thành thục quy trình. Và thay vì thử với chuột và làm bùng phát dịch hạch, hắn thử với một cô đồng nghiệp. Phi vụ đầu ướp xác không mấy thành công, mùi chiết xuất thì mờ nhạt lại còn dễ bị phát hiện. Hắn liền chuyển sang cách thức khác gọn gàng hơn để tránh bị lộ lại còn tối ưu được mùi. Và mục tiêu lần này là một gái bán hoa ven đường. Hắn ban đầu chỉ định dùng mỡ để thấm mùi hương của cô gái, nhưng cô ta phát hoảng, mắng nhiếc hắn và định bỏ đi. Và thế là hắn cho cô ta đi gặp ông bà. Ronui cẩn thận phết mỡ, ù kín rồi lại vắt mỡ. Và lần này thì hắn có được chai tinh dầu như ý. Hắn đã thành công trong việc đóng chai mùi hương. So với niềm vui to lớn của hắn bây giờ thì nhân tính không đáng giá nửa xu. Ronui biết mục tiêu của mình là gì, và nạn nhân thì không đâu khác ngoài cô tiểu thư dạo nọ. Nhân ngày sinh nhật của cô ấy, Ronui đã mò tới tận dinh thự và đã có cơ hội để tóm gọn nàng tiểu thư. Chưa kịp vồ thì con mồi đã chạy thoát. Nhưng chuyến đi săn này không hề lãng phí, vì trước đó hắn vẫn thu về một cặp chị em song sinh đang hoàn tất quá trình thu hoạch tinh dầu. Thì hai vợ chồng chủ xưởng đi xuống, khiến một giọt tinh dầu rơi ra trên bàn tay hắn. Ban đầu gã chủ còn hổ báo cáo trồn mồm liên tục chửi, nhưng khi đến gần Ronui, gã nghe mùi gì đó rồi bỗng đổi thái độ sang nhẹ nhàng nhắc nhở. Hôm sau, xác của cặp song sinh được phát hiện trước nguy cơ về một kẻ giết người man dợ. Hội đồng thành phố, trong đó có cả cha cô tiểu thư nọ, đề xuất ban lệnh giới nghiêm để đảm bảo an toàn cho mọi người, nhưng nó lại ảnh hưởng tới việc lao động sản xuất nên đề xuất không được thông qua. Những vụ án sau đó liên tục diễn ra, mục tiêu là những cô gái trẻ có nét đẹp riêng, không kén chọn trinh tiết hay độ tuổi. Sơ nhà thờ cũng không tha, hội đồng thành phố thì toàn mấy lão quen hưởng thái bình, không biết phải xử lý tình hình, khiến thành phố ngày càng hỗn loạn. Người dân nghi ngờ lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, họ sống trong sợ sệt, đau khổ và đắn đo. Sự ám ảnh về kẻ giết người biến thái len lỏi từng ngóc ngách, dân đen hay địa chủ đều rơi vào khủng hoảng như nhau. Với bộ óc thông minh, kinh nghiệm sống dạn dày và niềm tin bất diệt của mình, hay là chúng ta cầu Chúa đi, tổng giám mục đề xuất. Ông nói đến văng cả nước bọt trong buổi lễ, và như để đáp lại lời thiết tha của ông, người ta xông vào thánh đường, mang theo tin mới về kẻ sát nhân đã bị tóm tại Grenoble. Người duy nhất thấy bất an là cha của tiểu thư nọ. Ông đoán ra ngay kẻ họ bắt được không phải là hung thủ thực sự. Lời khai thì không khớp, lại còn bị đánh đến khi nhận tội. Nhưng mọi người phớt lờ ông vì thành phố cần phải được ổn định lại. Mọi người còn tiền để kiếm, lo ngại sâu sắc cho cục cưng nhà mình. Nhất là sau cái đêm cửa sổ phòng cô đột nhiên bị mở, ông lên kế hoạch dẫn cô đi trốn trong đêm, lại còn cẩn thận bày kế nghi binh, rong ruổi theo hướng khác với đoàn tùy tùng. Nhưng giờ thì Ronui đã hoàn thành đến 12 lọ tinh dầu, và hắn biết hắn cần gì cho lọ thứ 13 rồi. Chai nước hoa thần thánh chỉ còn cách hắn một cô gái nữa thôi. Trên đường đi, hai cha con ghé vào một nhà trọ, bao trọn căn vì họ cần sự riêng tư. Cửa sổ nhìn ra biển, không có gờ tường hay ban công. Cửa ra vào khóa bằng ổ việt tiệp, khóa trong khóa ngoài đủ kiểu. Nhưng hỡi ôi, có thứ ổ khóa nào khóa được cơn nghiện cơ chứ. Và cái tên khốn không mùi kia thì nghiện lắm rồi. Sáng hôm sau khi ghé qua phòng con, đập vào mắt người cha đáng thương là một cánh hoa tàn đang nằm trần trụi, lại còn bị cạo đầu. Sau khi có được lọ tinh dầu cuối cùng và hoàn tất loại nước hoa tuyệt nhất, thì đó cũng là lúc mà Grandoui bị tóm gọn. Trước đó, con chó của ả điếm đã mò ra được quần áo và tóc của chủ nhân. Trong nhà kho của xưởng ướp hoa nơi Ronui ngủ, người ta nhanh chóng tìm ra quần áo và tóc của những nạn nhân và đã sớm gửi lính đi tìm Ronui. Trước sự tra tấn của ông bố tiểu thư kia, hắn vẫn bình chân như vậy mà trả lời từng câu hỏi một, kể cả khi bị tuyên bố bản án bị đập bằng gậy sắt rồi mới tử hình, hắn vẫn chẳng hề thay đổi thái độ.
Biết vì sao không? Vì hắn đã đạt được thứ mà hắn ao ước. Ngày hành quyết đã đến, đám binh lính đến áp giải hắn ra pháp trường. Nhưng than ôi, sao tên tù chết tiệt này lại thơm quá dậy. Thơm đến mức người ta gạt hết lý luận đi, vì chỉ muốn phục tùng và tôn thờ hắn. Hắn đến pháp trường trên xe ngựa và trong bộ quần áo đắt tiền. Trên người hắn là một mùi hương mê đắm. Đám đông vừa vài giây trước còn gào lên trong giận dữ, giờ thì đã trố mắt lên nhìn hắn và hít lấy hít để cái mùi vừa xuất hiện trong không trung. Ngay cả gã đồ tể chuẩn bị hành hình cũng bị khiến cho quỳ mọt xuống tuyên bố Ronui vô tội và được sự đồng tình của đám đông. Tổng giám mục, người mà nãy còn gọi hắn là quỷ dữ, thiên thần, người ta gọi hắn như vậy. Và để đáp lại những lời ngợi khen, Ronui thấm chút nước hoa ra khăn và vẩy nó trong một động tác điêu luyện. Và thế là mọi người phê hẳn, đúng là thiên thần đây rồi. Hắn phẩy lần thứ hai, mọi người từ phê thành ngáo. Đá điếc cái mai thúy tầm này cũng gọi là bố xưng con. Tất cả các tế bào não trong quảng trường đều ngưng hoạt động, chỉ trừ những tế bào chịu trách nhiệm cho sự nứng. Cả một thành phố thác loạn lung tung. Và sau hôm đó, số người bị sùi màu gà ở Grass tăng gấp 4 lần. Tuy nhiên trong thâm tâm, Ronui hiện tại vẫn chả mấy vui vẻ. Hắn nhớ về người con gái bán trái cây ngày nào hắn đã có trong tay mùi hương thần thánh, nhưng nó không phải là mùi hương của cô. Và hắn bắt đầu nghĩ, nếu như đêm đó hắn đã yêu và được yêu. Sau khi phê pha cùng nhau, tất cả người dân ở Grass dần tỉnh lại. Họ quyết định quên ngày hôm nay đi vì nó quá nhục nhã. Hội đồng thành phố quyết định kiếm một hình nhân thế mạng, và tang chứng được tìm thấy trong nhà chủ xưởng ướp hoa. Hắn lập tức bị treo cổ, khép lại vụ án. Trong khi đó, Ronui đã đi được rất xa với chai nước hoa này. Gì, cái gì hắn muốn cũng đều được hết. Duy chỉ có một thứ hắn muốn thì nó bó tay. Trở lại với cái chợ cá năm xưa, Ronui dốc toàn bộ nước hoa lên thân thể. Những kẻ được hít hà mùi hương đó lao đến hắn với tình yêu nồng nàn. Bạn đã bao giờ thấy cưng yêu ai đó đến nỗi muốn cắn người ta chưa? Nhưng con người ở đây đang cảm thấy như vậy. Họ xâu xé từng mảnh khỏi cơ thể hắn, cho đến khi người mang tên Ronui hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Và sau đó họ tỉnh lại, quên đi, chỉ còn sót lại một chút hạnh phúc trong lòng.